Chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi để cùng tìm ra một cái phương hướng nào đó điều trị cho một trong những căn bệnh mà có thể ta bị vướng phải quý vị. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 1900 545439 để được tư vấn miễn phí quý vị nhé. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là cần ngăn ngừa rạn da cho phụ nữ mang thai ngay càng sớm càng tốt. Có thể nói thiên chức là mẹ là một trong thiên chức rất thiêng liêng của phụ nữ. Ai cũng muốn sinh có một em bé kháo khỉnh, ai cũng có những đứa con. Nhưng mà có thể nói nỗi lo của phụ nữ là gì? Sau khi sinh con xong rồi thì cái vùng rạn da nó càng ngày càng lan ra nhiều thưa quý vị, đặc biệt là vùng bụng, và nỗi lo đó không biết chừng nào mới hết cả. Chính vì thế mà chúng ta ngày hôm nay gặp gỡ nhau để cùng trao đổi, để tìm ra những cách nào đó để không có bị rạn da hoặc là có thể phòng ngừa cách rạn da đó. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Ngọc Ánh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào bác ạ. Xin chào Quỳnh Linh, xin chào khán giả xem đài. Trước khi chia sẻ với bác sĩ Ngọc Ánh thì Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với phóng sự của chương trình. Tôi đang mang thai ở tháng thứ tư, vùng bụng thì đã xuất hiện những cái vết gẹn, mặc dù là nó còn hơi mờ mờ nhưng tôi rất là sợ. Tôi luôn muốn tìm một cái sản phẩm có thể ngăn ngừa được vết gẹn da mà lại an toàn cho thai nhi. Hiện tôi rất là lo lắng. Tôi đã sanh con đầu lòng, nhưng mà khi sanh thì do chủ quan nên đã không tìm kiếm biện pháp ngừa rạn da. Sau khi sanh xong thì da tôi rạn nứt, chằng chịt, tôi nhìn thấy chán lắm. Nếu như sanh đứa sau, tôi nhất định sẽ tìm kiếm biện pháp rạn ngừa rạn da trước khi sanh. Tôi đang có bầu ở tháng thứ 6 rồi, và hiện tại tôi cũng đã có tìm hiểu về các phương pháp trị rạn da như là dùng dầu dừa, nhưng mà tôi không thấy hiệu quả cho lắm. Hiện tại tôi bắt đầu lo lắng vì vùng da bụng tôi đã xuất hiện những vết rạn. Hiện nay có quá nhiều phương pháp về trị rạn da, nhưng tôi không biết phương pháp nào là an toàn và hiệu quả nhất. Rồi, thông qua cho cái phóng sự thì chúng ta thấy rằng là bất kỳ người phụ nữ nào cũng lo lắng, không biết làm cách nào để cái vùng bụng mình sau khi sinh là nó không có rạn da nữa. Thì ngày hôm nay đại diện cho những người phụ nữ đó sẽ có mặt ở đây để cùng trao đổi với bác sĩ Ngọc Ánh. Xin mời bạn Diễm Thúy. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, xin chào bác sĩ và xin chào khán giả của chương trình ạ. Rồi, hôm nay thì có bác sĩ Ngọc Ánh, em cứ mạnh dạn chia sẻ nha. Mời em. Dạ, hiện tại thì em đang mang thai tháng thứ 2. Thì bạn bè với lại đồng nghiệp em thì chia sẻ là có rất là nhiều phụ nữ sau khi sinh đều để lại cái vết rạn da. Bác sĩ có thể giúp em tư vấn những cái phương pháp nào để mình tìm một cái sản phẩm mà vừa mà ngăn ngừa chứng rạn da mà lại không ảnh hưởng đến em bé. Gần như là phụ nữ nào khi mang thai á cũng đều bị rạn da. Đó, thì cái đó là nỗi ám ảnh cho chị em phụ nữ. Tại vì cái rạn da là do khi mà mang thai đó, cái bụng của bà mẹ càng ngày càng to ra, càng to càng lớn nó theo bề ngang đó, thành ra cái da nó căng quá mức thì cái cấu trúc nâng đỡ da, tức là elastin, collagen, cấu trúc mà đan chéo để nâng đỡ cái khung nâng đỡ làn da, nó bị kéo căng quá và nó đứt ra. Khi nó đứt ra như vậy, nó đứt theo chiều dọc như vậy, chúng ta thấy những cái rết rạn da nó rọc dọc theo cái bụng của bà mẹ như vậy. Đó là do sự căng quá mức của các mô nâng đỡ da, và cái tình trạng căng như vậy, tình trạng rạn da như vậy đó thì nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các chị em phụ nữ. Những cái khiếm khuyết khác trong cơ thể chúng ta có thể hồi phục được, còn cái rạn da gần như là cái tổn thương này là tổn thương vĩnh viễn. Nó không có cách nào mà khi rạn da nứt là nứt chịu luôn, không cách nào mà nối lại được như sợi collagen đó. Cho nên đó có thể nói là một mối quan tâm của chị em phụ nữ, ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều. Tuy nhiên á, những cái tình trạng rạn da này là chúng ta mặc dù chúng ta không điều trị dứt điểm được, tuy nhiên chúng ta có thể phòng ngừa được, và phòng ngừa càng sớm càng tốt. Nếu mà chúng ta, chị em phụ nữ có ý thức rằng chúng ta phải ngăn ngừa sớm, và chúng ta chọn một cái phương pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả để có thể ngăn ngừa tình trạng rạn da, nếu mà chúng ta biết có ý thức mà ngăn sớm á, ta vẫn được. Bác sĩ Ngọc Ánh nói một điều rất là đúng. Thường thì chị em phụ nữ á, là đợi khi rạn da xong rồi mới lo mà không nghĩ rằng mình đề phòng sẽ tốt hơn. Vậy sẵn đây thì bác sĩ Ngọc Ánh có thể cho mọi người được biết rằng chúng ta, nếu chúng ta đề phòng, chúng ta sẽ chuẩn bị từ giai đoạn nào, hay là trước khi sinh, hay là trước nữa, hay là sau khi sinh, vừa mới sinh xong, hay là giữa giai đoạn sinh? Khi mà rạn da đã xảy ra rồi, gần như chúng ta không có cách nào mà nối lại được, tức là chúng ta không có thể là hồi phục được cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta phải phòng ngừa là chính, và phòng ngừa càng sớm càng tốt. Tức là từ khi mà trước khi chúng ta có kế hoạch có em bé,
là chúng ta phải có những cái biện pháp để giúp cho làn da của chúng ta có độ đàn hồi tốt. Có độ đàn hồi tốt, co giãn tốt thì khi mà sanh em bé nó không có bị nứt ra. Phải nói là cái công việc phòng ngừa nó hết sức là quan trọng với chị phụ nữ. Đừng có để khi rạn da rồi, như nói như bác sĩ Ngọc Ánh đó, là chúng ta không thể nào nói các cộng collagen lại với nhau được, coi như là nó muôn đời luôn đó. Vậy thì phòng ngừa, phải phòng ngừa sớm thôi. Và nếu như mà để ra rạn da, ngoài nó mất thẩm mỹ ra, nó còn để là một cái hậu quả gì khác cho cái cơ thể của chúng ta không ạ? Rạn da thì tất nhiên là ảnh hưởng đến ngoại hình. Và ngoại hình thì ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của chị em phụ nữ. Thì khi mà rạn như vậy, không chỉ là cái hình dạng là có những cái vết rạn, mà lúc đó đó nó còn kéo theo tình trạng da nhăn nheo, rồi trùng, rồi nhão, rồi chảy xệ nữa. Tức là vừa đổ, vừa trùng, rồi nó nhăn nheo. Nghĩa là trông là rất là mất thẩm mỹ. Mà điều đó ảnh hưởng lớn đến tâm lý của chị em phụ nữ. Và khi đó đó ảnh hưởng lớn đến tình cảm và cuộc sống vợ chồng nữa. Phụ nữ lúc nào cũng muốn mình là trở nên hấp dẫn, mà như vậy thì cái không còn cái sự hấp dẫn nữa thì rất là tự ti. Và theo như một số nghiên cứu thế là chỉ vì tình trạng rạn da thôi mà chị em phụ nữ có một số cũng khá đông trở nên trầm cảm, là kéo theo là ảnh hưởng tới công việc, ảnh hưởng tới cuộc sống, ảnh hưởng rất là nhiều nữa. Thì vì thế đó, việc phòng ngừa rạn da có một ý nghĩa rất quan trọng đối với chị em phụ nữ chưa sanh, sắp sanh, có kế hoạch sanh. Xin mời quý vị đến với tình huống của chương trình. Trời đất ơi, em năm mấy? Trời ơi, coi đó, mướn oxygen về đó rồi ngủ, không có coi nhà mới. Cửa nẻo thì mở cửa rồi ai thì đi ngang mà tớ vô tớ. Anh hôn em đây. Trời đất ơi, anh hôn em. Hôn hết rồi. Hôn. Anh hôn em đi. Trời ơi, cho tôi hỏi coi. Nhiệm vụ của người này là người đang nằm ngủ này nè, ở trong cái nhà ngôi nhà này là cái gì? Người này là người nào có tên mà hỏi đàng hoàng ấy chứ trời. Xin. Chủ cả muốn nói thì nói trời. Trời đất ơi, xin á. Con hả? Thì con vô trong nhà con làm, giờ không có việc làm cho con ngủ. Trời ơi bà ơi, trời đất ơi, con đang mơ đẹp quá mà tự nhiên bà đánh con cái con giật mình vậy. Trời đất ơi, trời con ơi con. Bà mướn con về đây để là dọn dẹp nhà cửa mà tao vô tao thấy không, nhà không, cửa vô. Bây giờ bỏ vụ đó qua một bên. Cái gì vậy? Hồi nãy con nằm mơ. Thấy cái gì? Con nằm mơ con thấy con lấy chồng. Trời ơi. Bởi tao nói mấy đứa mà tội nghiệp đó, con gái mà nó ế quá lứa rồi. Nó nằm đâu nó cũng thấy có người đi cầu hôn hết trơn. Đó, mở miệng là nói con ế. Con nói thiệt nha, cái này là cái điềm đó. Cái điềm cho người ta biết là con sắp sửa lấy chồng đó. Mà chồng con phải cho bình thường ra đẹp trai cao ráo lắm. Bởi vậy con vừa lấy chồng xong là con đẻ liền. Con đẻ một đứa con trai. Trời ơi, hồi nãy con nói thiệt nha, bà không đánh con là con nhìn mặt con trai con có đẹp dữ lắm. Trời ơi, con ơi, nó thèm đến nỗi nước miếng nó nhiễu luôn kìa. Trời đất ơi, nè con ơi, nói cho con nghe nha. Dạ. Phụ nữ mà khi mà lấy chồng á, sợ nhất cái gì? Có ai đâu sợ lấy chồng vui mà. Đẻ con. Sợ nhất là đẻ con. Đẻ con, đúng rồi, nhưng mà phải đẻ. Con mà lấy chồng xong con đẻ một đội bóng luôn á. Đẻ dữ lắm. Con có hối hận không? Có gì đâu hối hận. Trời ơi, con... người ta sinh đẻ, người ta đẻ một đứa là người ta đã sợ rồi. Còn con đẻ nguyên một đội bóng, con có sợ không? Con biết rồi. Ý của bà nói là giống như má con nói là đau đẻ đúng không? Sợ đau đẻ đúng không? Không có sao. Má con nó đẻ xong ra, lúc đó đau thiệt. Nhưng mà đẻ xong bằng cái phọt là hết đau liền. Không phải đau đẻ, trời ơi, làm mày cái phọt thấy ghê không? Má con nói gì đó. Đau đẻ là chỉ là một phần thôi. Còn sợ cái gì nữa biết không? Người phụ nữ sợ nhất là cái gì biết không? Trời ơi, đẻ xong hết đau, có gì đâu sợ đó. Đau đẻ là đau nhất ơi, hết vậy, đau cô rồi. Không có biết cái gì hết. Đây nè, cho cô hay, cô ham đẻ một đội bóng luôn ha. Dạ. Một đứa đã muốn chết rồi, bây giờ cô ham đẻ bóng. Biết sao không? Dạ. Phụ nữ á, khi sanh đẻ, da nó bị rạn, bị nứt hết. Trời ơi, thấy ghê lắm. Một đứa mà vậy mà nhiều đứa. Bà nào đó bà cũng bị nè. Rạn nứt bụng nè, rồi nứt tay nè, nứt đùi nè, nứt đủ chỗ hết trơn á con ơi. Mà không biết sao mà chị, mà một đứa mà vậy mà đẻ mà chục đứa rồi thôi là người mình nát bét hết rồi đó. Trời đất ơi, phụ nữ sợ nhất là bị vậy đó. Ý bà nói là giống như là cái trái bong bóng mình bơm căng ra, xong rồi mình xì nó xẹp lại, xẹp lép cái nó bị nhúng đó. Mà này là còn ghê hơn cái đó nữa con. Trời ghê quá, vậy ai dám đẻ trời? Thì đó, con ham đẻ, bởi tôi nói phụ nữ mà lấy chồng sanh con sợ nhất là vậy đó. Vậy con không đẻ đâu được không? Lấy chồng không đẻ được không? Trời đất ơi, lấy chồng sao không đẻ? Cái thiêng liêng của người mẹ.
Nếu không phải lấy phải đẻ, nhưng mà bây giờ nè, mình phải bị tìm hiểu cái phương pháp sao rồi để cho mình xài cái gì để cho mình đừng có bị rạn nứt cái bụng mình. Đúng rồi. Đó. Vậy bà nhớ nha. Bà phải... nói có, nếu phải... mà bà biết được cái phương pháp đó, bà đẻ nữa đó. Hả? Gì vậy? Bà còn đẻ được hả? Thì nói vậy thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình làm phụ nữ là mình phải đẻ chứ. Đúng rồi. Thiên nhiên là cao cả người mẹ đúng không? Đúng rồi. Mình phải đẻ. Bởi vậy bây giờ bà phải tìm cho cách nào chỉ cho con là không có bị rạn da. Ừ. Nhớ nha. Chừng nào tìm rồi xong báo cho con biết. Rồi giờ con vô trong phòng con ngủ tiếp đi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Oxy hả bà nội? Qua tình huống vừa rồi thì một câu hỏi đặt ra là chúng ta làm gì để ngăn chặn cái việc rạn da càng sớm càng tốt thưa bác sĩ? À, để ngăn chặn á, thì ngăn chặn tình trạng rạn da càng sớm càng tốt thì chúng ta sẽ sử dụng những cái kem làm xanh chắc da từ lúc mà trước khi chúng ta mang thai, trong suốt thời gian mang thai và kể cả sau khi sanh em bé nữa, sử dụng kem đó trong tất cả các làn da trong cơ thể của chúng ta. Và khi chúng ta bắt đầu mang thai thì chúng ta và chưa có dấu hiệu rạn da gì, chúng ta cũng có thể sử dụng những kem ngăn ngừa rạn da ở những vùng mà đặc biệt mà nó có tính chất mà sẽ giãn nở đó, nó giãn nở nhiều á, là trong thời gian mang thai như là vùng ngực nè, vùng bụng nè, vùng mông, vùng đùi, là chúng ta sẽ sử dụng kem ngăn ngừa rạn da. Và khi á có bắt đầu có dấu hiệu rạn da thì chúng ta dùng sản phẩm trị rạn da và tích cực sử dụng sản phẩm đó sau khi thời gian vừa sanh xong. Và đối với chị em phụ nữ thì trong khi mang thai thì tâm lý cũng thay đổi, cũng buồn phiền lo lắng một phần và cũng bận rộn nhiều, cho nên chúng ta cần lựa chọn những sản phẩm mà vừa có tính chất ngăn ngừa rạn da hiệu quả, an toàn và tiện lợi để mà chúng ta có thể dễ dàng sử dụng, dễ dàng áp dụng và kiên trì sử dụng, tại vì thời gian nó phải dài đó và đạt hiệu quả cao. Và đối với những vùng da toàn thân, chúng ta vẫn có thể sử dụng những sản phẩm săn chắc da thường xuyên để mà ngăn ngừa. Vâng, thưa bác sĩ, thì ban đầu á em cũng đang tìm kiếm một cái sản phẩm là để ngăn ngừa rạn da, nhưng mà lại sợ ảnh hưởng đến con. Vậy thì bây giờ mình có những cái tiêu chuẩn nào để tìm ra một cái sản phẩm mà vừa hiệu quả lại vừa an toàn cho thai nhi không ạ? Đúng là phụ nữ lúc nào cũng con là trên hết. Lúc mà mang thai thì luôn luôn là tìm kiếm những phương pháp nào và sản phẩm nào đó mà an toàn cho con là hàng đầu. Dạ. Đó. Vì thế những sản phẩm mà dành cho phụ nữ mang thai đó có những tiêu chí quan trọng mà chúng ta tìm kiếm. Tiêu chí đầu tiên là nguồn gốc xuất xứ phải rõ ràng, phải đáng tin cậy đó, và như thế là có tính an toàn. Tiêu chí thứ hai đó, sản phẩm đó thì những cái thành phần từ thiên nhiên và được chứng minh lâm sàng qua kiểm định khoa học. Tiêu chuẩn thứ ba nữa là chúng ta sản phẩm đó dễ sử dụng cho phụ nữ mang thai và không nhờn rít, cho cảm giác dễ chịu thoải mái. Và tiêu chí tiếp nữa đó là có tính chuyên biệt cho riêng cái tình trạng rạn da. Thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta thấy rằng quá nhiều cái sự lựa chọn ở trên thị trường hiện nay và để chọn một sản phẩm cũng rất là khó. Vậy thì theo bác sĩ, chúng ta có một sản phẩm nào nó đáp ứng được tất cả những tiêu chí nãy mà bác sĩ vừa mới trao đổi ạ? Thì trên thị trường cũng có khá nhiều sản phẩm kem được cho là điều trị và ngăn ngừa và làm giảm tình trạng rạn da. Tuy nhiên chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm đáp ứng được những cái tiêu chí vừa kể, nào là xuất xứ, nguồn gốc ha, rồi tính thiên nhiên, rồi chuyên biệt đó, và không nhờn rít, dễ sử dụng, tạo cảm giác thoải mái, thì chúng ta có thể lựa chọn và cũng có thể sử dụng sản phẩm Oilang Mama kem ngăn ngừa rạn da và Oilang Mama gel chăm sóc và ngăn ngừa và làm giảm tình trạng rạn da ở vùng ngực. Đây là hai sản phẩm chuyên biệt trong bộ sản phẩm Oilang Mama được sản xuất từ công ty dược mỹ phẩm hàng đầu của Ba Lan là công ty Oceanic. Thì hai sản phẩm này được coi là hai sản phẩm chuyên biệt để ngăn ngừa rạn da cho phụ nữ mang thai ở tùy từng vị trí. Và sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành ở toàn trên nước Việt Nam. Và sản phẩm này đặc biệt là có tính đạt được cái tiêu chí là sản phẩm rất là dễ sử dụng nè, không có nhờn rít nè, rồi không mùi nè, thẩm thấu nhanh nè, đó là rất dễ dàng sử dụng cho phụ nữ mang thai. Và trong cái thành phần đó thì thành phần hoàn toàn là thành phần là thiên nhiên, và thành phần thiên nhiên đã qua kiểm chứng lâm sàng. Và cái bộ sản phẩm Aloma này đó
có nguồn gốc thành phần từ thiên nhiên và nguyên liệu được trồng theo phương pháp hữu cơ. Có những thành phần được kể là rất là quan trọng và rất là tốt. Thứ nhất có thể kể đến là hydroxyribosilane. Đây là thành phần này có tác dụng là giảm và ngăn ngừa tình trạng rạn da, là do có tính chất là kích thích tăng tái sinh mô và bảo vệ và tăng cường collagen elastin. Thành phần thứ hai là dầu hạt nhân, có tính chất là cải thiện, tăng độ đàn hồi của da và nuôi dưỡng làn da. Thành phần thứ ba là chiết xuất từ rau má. Thì rau má này có tác dụng là làm giảm cái tình trạng mà đau rát, ngứa khi mà cái rạn da, tình trạng rạn da trong khi mang thai, và cũng có tác dụng làm tăng độ đàn hồi của làn da. Và thành phần kế tiếp là bơ hạt mỡ. Thành phần này đó là giàu vitamin A, vitamin E, vitamin F, có tính chất là nuôi dưỡng làn da, tăng độ đàn hồi cho làn da, làm cho làn da mềm mịn hơn. Và thành phần nữa là dầu đậu nành, có tác dụng trẻ hóa làn da, làm mềm, làm mịn da. Thì đây là những cái thành phần tối ưu để làm cho làn da chúng ta mềm mại, những cái sợi collagen được có cái độ đàn hồi chắc hơn và ngăn ngừa tình trạng rạn da. Xin mời quý vị đến với tình huống của chương trình. Oi Lan Mama, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảo dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Ăn bánh trái hả? Thôi được rồi cô. Cửa nhà neo đơn, bầy em chữa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn ăn ăn. Ê! Bộ sáng đi đổ rác thấy ai đẹp trai lắm hay gì mà giờ tới 6 giờ chiều cũng còn mơ màng vậy? Hả? Đâu có đâu. Ủa tại sao phải gặp trai đẹp mới mơ màng cô? Thế sao tôi thấy cái hiện tượng của cô hôm nay kỳ lạ lắm nha. 6 giờ chiều rồi, nhà cửa thì chưa quét dơ hầy, cơm nước thì chưa nấu nè, một lát mẹ tôi về hen, chưa có cơm ăn là mẹ tôi la đó. Con thấy chưa có cơm ăn là cô la thôi chứ chưa bao giờ bà la hết trơn. Rồi tôi ăn bánh tráng tôi no rồi, tôi đâu có thèm ăn cơm. Cô vậy? Không phải đâu, tại bữa nay con mộng suy nghĩ về cuộc đời. Dạo này tôi thấy cô lạ lắm nha. Sao cô? Hình như đang có vấn đề gì, người ta thường ở trong phim người ta gọi là ủ cái gì ta, ủ mưu. Ủ mưu. Một là tính làm em dâu của tôi hả? Hả? Đúng không? Tính cua em trai tôi đúng không? Trời ơi làm gì có cô. Nếu không cua em trai tôi, không lẽ muốn giật chồng tôi? Trời ơi cô ơi, con làm gì có chuyện đó. Chứ làm sao? Con đã lập một lời thề là con không lấy chồng. Ủa mắc gì không lấy chồng? Tại lạ. Tại vì con sợ đẻ. Sợ đẻ rồi không có còn đẹp như đó nữa đúng không? Sợ giống như là chồng không yêu không chiều nữa hả? Không. Con không hiểu á, hai đứa con của cô là cô sinh về hay là cô tự đẻ luôn nữa? Tự đẻ chứ. Trời đất, sao cô không biết gì vậy? Có gì đâu biết. Thì sợ có bầu nhất đẻ. Là sợ rạn da. Cái gì? Sợ nhất là sợ rạn da. Rạn da? Bà dạy vậy đó. Bởi vậy suy nghĩ thiện cần. Ủa sao? Trời đất ơi, cái thời này thời gì rồi mà sợ rạn da? Trời đất ơi, con cũng nói vậy đó. Mà bà nói là không, sợ rạn da nhất. Tại vì á, đẻ con ra là hả? Đó, mày nhìn cô mày đi, đẻ hai đứa con ra mình mẩy bấy ngày đó. Đó, bà nói vậy đó cô. Nhìn kỹ tôi có bấy không? Ủa phải không? Chứ đâu có miếng nào đó. À không, bà nói là bà. Bà đẻ hai đứa con ra xong mình mẩy bấy nhầy. Đó, nó bị rạn da nứt gì nè. Thôi đừng có sợ, rạn da bây giờ không còn phải là cái nỗi lo nữa. Cái chuyện rạn da là cái chuyện nhỏ.
hiểu không? Thôi đi cô, sao nhỏ được. Cô có cách nào để đựng rạn da không? Trời ơi, đương nhiên phải có cách rồi. Tôi nói cách mà gọi là một cái cách rất là hữu hiệu luôn. Sao vậy cô? Thấy không, nhìn cô nào đó, không hề rạn một miếng nào. Bây giờ ngay cả muốn không, vô nhà tắm cô lột đồ cho con coi luôn. Con nhìn thấy cô rồi. Ừ. Cô không gẹ là tại vì cô mập từ nhỏ. Không có. Cô mập cô đâu có ốm xuống. Người ta mập lên, thấy không? Xong người ta ốm xuống người ta mới bị rạn da. Đó, còn cô là mập từ nhỏ tới lớn luôn. Cậu... không có khúc nào ốm đâu mà nó thấy cái vết rạn. Ừ. Nhưng mà trong lúc có bầu là dễ rạn da nhất. Đúng không? Vậy chứ cô xài gì để cô đựng. Ê, cô. Đây nè, tính qua nhà nhỏ bạn cũng có bầu. Đúng không? Nhưng mà chưa tới giờ, chưa đi thì mà thôi bây giờ thắc mắc là tôi chỉ cho anh luôn nè. Tức quá tôi đang ăn, không bao giờ tôi bỏ dở nửa chừng hết á. Bực mình ghê vậy. Cái gì vậy cô? Bí quyết. Hả? Bí quyết gì mà? Ủa? Kem làm săn chắc da phòng ngừa rạn da. Gel chăm sóc ngăn ngừa giúp dạng da dùng. Ừ. Đó. Kem thích ngăn ngừa vết rạn da. Kẹp tinh chất giúp khắc phục tình trạng á. Nói chung thôi bây giờ đừng có đọc nữa ha. Bây giờ từ từ mình nghiên cứu. Đây là một bộ sản phẩm bảo vệ trọn vẹn luôn. Mình phải bảo vệ cho mình ngay cái thời kỳ mà mình mới vừa bắt đầu mang thai đó, hiểu không? Đó, mình thoa nó lên, nó sẽ thẩm thấu theo năm, theo tháng. À theo tháng thôi, chứ năm là mình đẻ rồi. Đó, thì từ từ nó sẽ khắc phục cái độ đàn hồi của da mình đó. Ôi hay quá vậy. Nhưng mà bây giờ nhiều quá làm sao. Bây giờ cô chỉ cho con cái công dụng rồi cách nào mà dùng để cho hiệu quả nhất liền đi. Để ngày mai con có bầu liền. Cái gì? Hả? Trời ơi, có bầu mà làm gì lấy trái bầu nhét vô người là có bầu vậy đó hả? À, dạ thưa bác sĩ, thì bạn của em thì cũng đang mang thai tháng thứ 3. Giống như là cái tình huống vừa rồi á. Thì trong trường hợp của em á, thì mình phải sử dụng cái sản phẩm như thế nào để có mang lại hiệu quả tốt nhất á bác sĩ? Ừ, trong thời gian mà mang thai tháng thứ 3 á, là tháng thứ 3, bắt đầu tháng thứ 3 là em bé bắt đầu lớn ra. Mà bắt đầu lớn ra rất là nhanh thì rạn da sẽ có nguy cơ xuất hiện rất là cao. Vì thế đó, bạn có thể sử dụng sản phẩm là Olang Mama kem ngăn ngừa rạn da ở những cái vùng mà nguy cơ mà nó tăng thể tích á, như là vùng bụng, là vùng đùi, là vùng mông đó. Còn á, đối với cái vùng nhạy cảm hơn á, tức là cái vùng ngực á, cũng tăng thể tích, thì các bạn có thể sử dụng Olang Mama gel chăm sóc ngăn ngừa và làm giảm tình trạng rạn da cho chuyên biệt cho vùng ngực. Còn cái những vùng khác trong cơ thể thì các bạn cũng có thể vẫn có thể sử dụng kem làm săn chắc da. Olang Mama rất an toàn cho phụ nữ có thai, kể cả khi mà thai lớn nữa. Thành ra ngay từ bây giờ em bé bắt đầu lớn rồi, từ tháng thứ 3 bạn có thể sử dụng những sản phẩm này ngay từ lúc này để ngăn ngừa tình trạng rạn da. Và các bạn có thể sử dụng, cách sử dụng các bạn thoa Olang Mama trên vùng da mà có nguy cơ bị rạn, tức là chưa rạn da, chúng ta thoa hàng ngày, mỗi ngày thoa 2 lần và chuyển động theo vòng tròn đó, và massage như vậy để cái dưỡng chất trong sản phẩm có thể thẩm thấu sâu vào trong da của chúng ta để làm cho chúng ta mềm mại. Ngoài cái việc chúng ta sử dụng sản phẩm Olang Mama, người phụ nữ có thai đó còn có phải ăn uống như thế nào, chế độ như thế nào, hay là tập luyện thế nào để cho nó giảm cái nguy cơ rạn da? Một cái điều nữa, chẳng may lỡ chị em phụ nữ đã rạn da rồi thì có một cái sản phẩm nào đó để có thể làm gọi là giảm bớt cái vùng rạn đó không ạ? Thì trong thời kỳ mang thai đó thì mẹ phải nuôi con, mà nuôi con thì phải cho con rất là nhiều, con càng ngày càng lớn thì mẹ phải mất những cái dưỡng chất để cho con, thì vì thế mẹ phải bổ sung rất nhiều dưỡng chất, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, chất đạm, chất béo, chất đường, chúng ta không kiêng gì hết, chúng ta phải ăn theo nhu cầu, đói thì ăn theo nhu cầu và chú ý những chất đạm, tại vì bản chất collagen, elastin là protein, thì chúng ta phải bổ sung đầy đủ protein để cho không bị tình trạng là mất protein, mất chất đạm. Đó. Rồi ngoài ra đó, trong sinh hoạt hàng ngày đó là chúng ta phải chú ý, chúng ta phải vận động tình trạng cơ thể dẻo dai, da chúng ta cũng có cái độ đàn hồi cao hơn và hạn chế được tình trạng rạn da. Đối với những chị em, với những bạn đã bắt đầu có dấu hiệu rạn da hoặc là đã rạn da rồi đó, thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm Olang Mama tinh chất khắc phục tình trạng rạn da để làm mờ cái vết rạn da và làm sáng làn da của bạn. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần gửi câu hỏi trực tiếp về cho bác sĩ. Xin chào bác sĩ, tôi đã dùng sản phẩm Olang Mama kem ngăn hình thành vùng bụng đùi từ cuối tháng 3 thai kỳ. Bây giờ tôi đang mang thai đã được 6 tháng. Những vùng đó không rạn nữa nhưng vùng ngực đã xuất hiện ngứa châm chích
vết rạn vạch đỏ li ti. Tôi muốn hỏi là tôi có thể dùng Olamama kem ngăn hình thành vết rạn cho vùng ngực được không? Hay cần sử dụng sản phẩm khác? Khi mà ngực của bạn bắt đầu có những dấu hiệu đó, tức là sắp sửa bị rạn da rồi đó, bạn sử dụng kem Olamama, kem ngăn ngừa rạn da cho những vùng bụng, đùi là rất là đúng rồi. Tuy nhiên, ở vùng ngực thì đây là cái vùng da nhạy cảm và có một cái sản phẩm rất thích hợp cho bạn sử dụng trong giai đoạn này, tức là sản phẩm Olamama gel chăm sóc, ngăn ngừa và giảm tình trạng rạn da. Xin chào bác sĩ, tôi mang thai đến tháng thứ 2 và được bạn bè giới thiệu cho dùng sản phẩm Olamama kem ngăn hình thành vết rạn để ngăn ngừa rạn da. Tôi không biết sản phẩm này có tốt không và nên sử dụng như thế nào ạ? Sản phẩm Olamama kem ngăn ngừa rạn da là cũng như những gel chăm sóc và ngăn ngừa và làm giảm tình trạng rạn da cho vùng ngực. Đây là những sản phẩm dùng cho phụ nữ có thai có những ưu điểm. Thứ nhất là rất an toàn, được sản xuất từ một công ty dược mỹ phẩm uy tín hàng đầu ở Ba Lan. Và những sản phẩm này không mùi và không có nhìn rít mà thẩm thấu lại nhanh, tiện lợi, dễ dàng sử dụng và cho cảm giác rất là thoải mái. Trong những thành phần của Olamama đó thì đều có nguồn gốc, có thành phần từ thiên nhiên và được chứng minh có hiệu quả qua những kiểm nghiệm lâm sàng. Và những cái nguyên liệu này đó đều được trồng theo phương pháp hữu cơ, tức là rất tốt và an toàn cho phụ nữ có thai. Bạn có thể tin tưởng và có thể sử dụng sản phẩm Olamama vì những cái tính ưu việt đó. Olamama, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niêu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niêu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: phụ nữ mang thai nên ngừa rạn da càng sớm càng tốt bằng sản phẩm chuyên biệt cho từng vùng da đúng hay sai? Các bạn nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229 sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01642452XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Ngọc Ánh đã chia sẻ để chị em phụ nữ có thể có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái việc xử lý những cái vết rạn ở vùng da. Và nói như bác sĩ Ngọc Ánh thì chúng ta sẽ đề phòng tốt hơn là sau khi đã có rồi thì mình chữa trị nó lâu hơn. Xin chúc cho bạn sẽ có một làn da đẹp và sẽ có những đứa con ngoan, giỏi ha. Một lần nữa cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Olamama ngăn và khắc phục rạn da cho phụ nữ mang thai và sau khi sinh của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Làm mẹ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Tuy nhiên, trải qua hơn 9 tháng thai kỳ, cơ thể người phụ nữ to ra, kéo theo đó là những vết rạn da loang lổ để lại trên bụng, trên đùi. Những vết rạn da không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn khiến tâm lý chị em bị mặc cảm, tự ti, đôi khi còn gây phiền toái trong cuộc sống và công việc. Sau khi nhận được sự tư vấn của bác sĩ, chị Thùy đã tự tin lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp. Đặc biệt, chị không sợ dùng sản phẩm ngăn ngừa rạn da sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi nữa và vui mừng hơn khi không thấy dấu hiệu của tình trạng rạn da xuất hiện. Sau khi tham gia chương trình và được bác sĩ tư vấn thì tôi tự tin và lựa chọn cho mình sản phẩm Olamama và sử dụng nó từ tuần thứ 16 của thai kỳ. Trong quá trình sử dụng thì tôi không còn thấy xuất hiện những cái dấu hiệu như là ngứa, châm chích hay những cái vết rạn da nữa. Hơn nữa là sản phẩm Olamama lại có thành phần từ thiên nhiên, không nhờn dính và lại không ảnh hưởng đến thai nhi nên tôi rất là an tâm
và kiên trì sử dụng. Theo lời khuyên của bác sĩ thì tôi sẽ sử dụng sản phẩm Ola Mama này trong suốt quá trình mang thai để ngăn ngừa được tình trạng gẹn da, và sau đó vẫn sẽ tiếp tục sử dụng tiếp để lấy lại được làn da, hồi phục lại được làn da trước đó và săn chắc da. Hy vọng sau khi sinh em bé xong tôi có thể lấy lại được vóc dáng và làn da trước đó của mình.